và bầu trời đêm ngang sang và xa chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng là ngày mai yêu em không đổi thay. Dạ vâng, em Hùng xin kính chào tất cả các bác và anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một combo bộ dàn giá rất là rẻ, bình dân, đánh trong không gian khoảng tầm từ 25 cho đến là 35m² thoải mái các bác nhé. Và tất cả thì em sẽ sử dụng đồng bộ cùng một thương hiệu của DB Optic, hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, có đầy đủ sales quy. Và bài các bác lên tới là 25 với combo trị giá chỉ có là 30 triệu đồng thôi, thì các bác có thể là sử dụng trong hát karaoke cũng được, hoặc là nghe nhạc cũng rất là tuyệt vời các bác nhé. Ok, và sau đây thì xin mời các bác cùng theo chân em để khám phá chi tiết bộ dàn này nhé. Và đầu tiên sẽ là một đôi loa bắt 30 đến từ thương hiệu của DB Optic, model của em nó là LX S32 G2, một series nằm trong top của series LX3 các bác nhé, phân khúc là cận cao cấp của nhà hãng DB, vừa mới cho ra mắt vào năm 2023. Và thiết kế driver bên trong của em nó sẽ là một củ bắt 30 từ 170 côn 63 và tép sẽ là côn 44, và thiết kế thùng sẽ là thùng cân các bác nhé. Thiết kế thùng cân sơn sẽ là được phủ một lớp sơn màu đen chống xước. Và các bác đã biết rồi, về thùng cân thì bao giờ cũng cho tiếng bát đánh rất là uy lực, chắc và gọn. Và tiếng tép côn 44 thì đánh bao giờ tiếng cũng rất là sáng, sạch và chi tiết các bác nhé. Và ở thiết kế đằng sau của em nó sẽ là có gồm 2 cái lỗ thông hơi, và bên trong thì sẽ có một cái tấm lưới để ngăn chặn chống chuột bọ các bác nhé. Đấy, một cái rất là hay luôn của nhà hãng DB đã tích hợp vào trong này rồi. Và series của em nó là LX S32 G2 với công suất là 300W và công suất max là 600W ở chiều kháng là 8 ohm. Với đôi loa bắt 30 như thế này thì các bác có thể là sử dụng trong gia đình cũng được, hoặc là các bác có thể là sử dụng trong những phòng hát kinh doanh đều ok các bác nhé. Mang lại chất âm rất là hay. Với combo bộ dàn thì em sẽ phối ghép cho tất cả các bác là vẫn là cùng một đồng bộ của thương hiệu DB luôn. Và đầu tiên sẽ là một bộ micro không dây của DB, model là K4000 phiên bản nâng cấp của 350 Plus. Và với cái phiên bản này thì được tích hợp rất nhiều những cái tính năng ở trên đây các bác nhé. Và chúng ta có thể kể đến như là tính năng dò sóng sạch này, tự động ngắt này, cảm biến gia tốc. Và có một cái tính năng nữa rất là hay, đó chính là phần nâng tôn. Đấy. Và về chất, về bộ mic này thì cũng rất là lịnh tiếng các bác nhé. Hát rất là bay, lịnh tiếng, dễ hát. Và tay mic đấy ạ, cầm rất là đầm và chắc tay. Màu sẽ là màu kiểu xám xanh. Đấy. Và tiếp theo thì em sẽ vối ghép cho các bác là một bộ vang số, vang cơ lai số để xử lý, đó chính là vang cơ lai số của DB KM350 Pro V2 phiên bản đời mới nhất của năm 2024 các bác nhé. Với sử dụng chip là DSP 48 bit, cho tốc độ xử lý tín hiệu rất là nhanh, sáng, sạch, chi tiết, và cho tính echo reverse rất là ngọt ngào và lịnh tiếng. Và tiếp theo thì em sẽ phối ghép cho các bác là một cục đẩy 2 kênh đến từ nhãn của DB, model là B2008, sử dụng mạch sẽ là mạch Class H, công suất mỗi kênh là 800W trên một kênh các bác nhé, đánh thoải mái được 2 cặp bát 30 hoặc là 2 cặp bát 25. Và size của em nó thì cũng rất là ngắn thôi, size chỉ có là 36cm, rất dễ dàng phối ghép vào trong những bộ dàn tủ kệ gỗ mà không phải là cắt khoét đâu các bác nhé. Và cuối cùng để gia tăng tiếng trầm cho bộ dàn thì em sẽ ghép cho tất cả các bác là chiếc súp điện bát 30 đến từ thương hiệu của DB, model là KS312 phiên bản đời mới nhất của năm 2024 các bác nhé. Tiếng bát rất là uy lực, đầm, sâu và chắc. Và khi các bác lấy chọn bộ một combo như thế này thì em sẽ tặng cho các bác là một bộ quản lý nguồn của MB, model là S600 Pro V2, tích hợp bên trong sẽ là một lọc nguồn Mexico và hai tầng lọc để giảm thiểu oxy, và các bác có thể là bật tắt dễ dàng hơn với chiếc quản lý nguồn và bộ dàn này nhé. Và một món quà nữa thì em sẽ tặng cho các bác là một bộ pin sạc của DB,
hát thoải mái trong vòng 6 đến 7 tiếng khi sạc đầy các bác nhé. Và các bác ở gần thì em sẽ hỗ trợ miễn phí setup tại nhà cho tất cả các bác. Và các bác ở xa thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho tất cả các bác nhé. Ok, và sau đây thì xin mời các bác cùng trải nghiệm chất âm về bộ dàn. Mức đầu tư là 30 triệu đồng tròn này nhé. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Giấu anh có lỗi lầm, không có em anh sống sao. Anh dần tan một ngày như đã trôi xa, giấc mơ xưa giờ này còn đau em hơn. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời dù ta đã xa tầm chân trời nào, lòng nỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Và sau đây thì xin mời các bác cùng nghe một bản nhạc để có thể là trải nghiệm chất âm về đôi nào này nhé. Karaoke thì cũng rất là bay tiếng, linh tiếng và ngọt ngào. Còn hát, còn nghe nhạc thì cũng rất là sáng, sạch, chi tiết. Tiếng súp đánh rất là ầm, đầm, ấm và chắc. Và lời thì cũng rất là ngọt ngào, không bị quá hắt các bác nhé. Ok, và bác nào đang có nhu cầu về những sản phẩm trên thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số hotline bên em các bác nhé. Và em xin kết thúc clip tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.